Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cách thức yêu em của tác giả Hoa Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 2 của bộ truyện ngôn tình mang tên Cách thức yêu em. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Bệnh viện Trung ương, buổi sáng, Tôn Đoán vẫn như thường lệ sẽ đến thăm chị. Tô Kiều gương mặt vẫn xinh đẹp, ngủ ngon trên chiếc giường trắng. Tôn Đoán luôn thầm nhủ với lòng mình, ngày ngày nói nhỏ với chị, cố gắng lên, mau tỉnh lại. Cuộc sống rạng rỡ vẫn còn đợi chúng ta, nhưng đổi lại đều là sự tĩnh lặng từ chị. Đôi khi không phải không thể tỉnh lại, mà là chính bản thân vốn dĩ không muốn tỉnh lại. Tay của Tô Noãn cầm quyển nhật ký, tâm trạng nặng nề, liền lật ra từng trang một. Thế giới này đối với Tô Kiều có vẻ quá tàn khốc. Nó chứa đựng quá nhiều nỗi đau, cho nên chị ấy mới muốn tìm đến cái chết mà giải thoát. Chị yêu người đàn ông đó nhiều. Tình cảm của Tô Kiều đều ghi chép tỉ mỉ trong quyển nhật ký. Tô Noãn mỗi lần lật ra đọc, nước mắt sẽ không thể nào kìm được mà rơi xuống. Dòng chữ run rẩy trên đó, có những chữ viết vì nước mắt mà nhòe đi. 5 năm, tháng. Trong cuộc đời của Tô Kiều tôi, đời này đã gặp được một người đàn ông không thể gặp. Đã yêu phải một người đàn ông không nên yêu. Tôi không biết câu chuyện tình yêu của chúng tôi trong mắt người ngoài sẽ như thế nào. Nhưng trong mắt tôi, anh là người đàn ông tốt nhất. Tuy kiêu ngạo, nhưng đối với tôi rất dịu dàng. Tuy ngang ngược, nhưng chưa từng ép buộc tôi điều gì. Tình yêu của anh quả thật là rất điên cuồng, có lúc gần gũi, có lúc lại xa cách, khiến cho tôi mê muội. Tôi đã không thể sống thiếu anh được nữa. Lúc tôi cứ ngỡ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian, thì anh nói chúng ta kết thúc. Lúc ấy tôi giống như từ thiên đàng mà rơi xuống 18 tầng địa ngục vậy. Thì ra anh chưa một lần động tâm trước tôi. Thì ra anh xem tôi và những người phụ nữ ngoài kia giống nhau, chính là đều cùng một loại. Chơi chán rồi thì có thể tùy tiện mà đá đi, một chút lưu tình luyến tiếc cũng chẳng có. Cuộc sống này tôi không muốn tiếp tục nữa, không có anh bên cạnh tôi chỉ muốn chết đi. Quyển nhật ký khép lại, Tô Noãn lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của chính mình. Bàn tay cô đưa về phía gò má trắng nõn của Tô Kiều mà vuốt ve, trong lòng không khỏi xúc động. Tại sao hắn có thể bỡn cợt tình cảm của chị như vậy? Hắn rốt cuộc có trái tim không? Nếu đã tàn nhẫn, tại sao lúc đầu lại đối xử dịu dàng? Nếu đã dịu dàng với chị như vậy, thì hà tất gì lại trở nên tàn nhẫn? Anh Dương Hy, bận như vậy mà anh vẫn đưa đón em sao? Tô Noãn ngày đầu đi làm ở một chỗ mới, nội tâm thật có chút hồi hộp. Tô Noãn khoác lên trên người một chiếc váy màu xanh ngọc, ôm sát vòng eo thon nhỏ. Gương mặt trắng nõn của cô hôm nay đặc biệt dặm thêm một chút phấn hồng, môi tô một ít son đỏ, vừa trong trèo vừa ngọt ngào. Cái miệng nhỏ anh đào đỏ luôn nở một nụ cười, khiến cho trái tim tĩnh lặng của nam nhân sao xuyến. Anh hôm nay cũng không kém cạnh. Nam nhân mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay sắn lên một tí, quần âu màu đen đi kèm một đôi giày thể thao. Lúc không đến công ty, chồng Dương Hy rất giống một cậu ấm tuấn tú, dễ gần. Nhìn từ góc độ nào thì anh đều khiến cho người đối diện cảm thấy rất ấm áp, gần gũi. Buổi tối anh đến đón em. Dạ. Xe chạy trên con đường lớn, bầu không khí trên xe thật chật chội. Mùi hương bạc hà từ trên người anh bao phủ khắp người cô. Mùi hương khiến cô dễ chịu. Lúc ở cạnh anh, cô luôn luôn có cảm giác an toàn. Thứ cảm giác này xuất phát từ đâu, cô cũng không hiểu rõ. Cô chỉ biết, chỉ cần trời có sập xuống thì anh vẫn sẽ đỡ lấy cho cô. Anh Dương Hy, ngày mai anh có thể giúp em đến cục cảnh sát hỏi thăm về vụ án của cha em được không? Dương Hy trong lòng liền gợn sóng. Đã nhiều năm như vậy, đối với cái chết của cha mình, cô vẫn không ngày nào bỏ cuộc. Khi chưa tìm được hung thủ giết cha, Tiểu Noãn, nhiều năm như vậy, rốt cuộc thì em kiên trì như vậy để làm gì? Tô Noãn cười nhạt, ánh mắt có chút mông lung như sương mù. Em hy vọng cha vẫn còn sống, dù sao thì năm đó bên cảnh sát cũng chưa xác nhận là đã tìm thấy xác của ba em. Nam nhân buồn bực trong lòng, nội tâm của cô thoạt nhìn có vẻ rất vô ưu vô lo, nhưng sâu bên trong đó nó chứa cả một nỗi lòng đau đớn. Cô nghĩ cái gì vậy? Muốn cái gì? Anh cũng chưa từng nắm bắt được, anh chỉ biết rõ một điều, cô sẽ không bỏ cuộc, cho đến khi mọi chuyện phơi bày ra ánh sáng một cách rõ ràng nhất. Tiểu Noãn, em có từng nghĩ cho dù em có biết rõ hung thủ giết cha em là ai, thì em cũng chẳng làm gì được họ. Tô Noãn mi tâm khẽ run rẩy, cô mệt mỏi ngả đầu lên vai anh, dáng vẻ yếu đuối như con mèo nhỏ bất lực đang tìm kiếm một điểm tựa. Tay anh lái xe cũng thả lỏng để cô ngồi thoải mái hơn. Em tin vào luật pháp. Kỳ thật, trong lòng cô luôn hy vọng luật pháp sẽ giúp cô bắt được tổ chức PK, giúp cha đòi lại sự công bằng. Trung Quốc vẫn còn luật pháp, cho nên kẻ có tội đương nhiên phải đền tội. Dương Hy, lồng ngực nặng nề, ánh mắt che giấu vô số điều, cho nên không dám nhìn thẳng vào cô. Luật pháp sao? Hai chữ này từ lâu đã không còn ở thành đô nữa. Tô Noãn đơn thuần, cho nên mới xem trọng hai chữ luật pháp. Tô Noãn, có những chuyện em đừng nên biết quá nhiều thì hơn. Anh muốn em luôn đơn thuần như vậy. Xã hội này từ lâu đã thối nát, có những sự việc đều do con người làm chủ. Thành đô chính là nơi kẻ mạnh cậy quyền hiếp yếu, kẻ có tiền có thể dùng tiền giết chết người hoặc dùng tiền để bịt miệng người. Tô Noãn, anh thà để một ngày em biết anh giấu em mọi chuyện, em có thể hận anh, nhưng anh không muốn khi em thấu hiểu mọi chuyện, em sẽ càng đau khổ hơn. Hiện tại em hãy cứ đơn thuần như vậy, anh không muốn em bị kéo vào những hận thù vốn dĩ không thuộc về em. Dương Hy tay đưa lên vỗ nhẹ vào tóc cô. Tiểu Noãn, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em. Em biết mà, anh là người thương em nhất, hứa với em, đừng bao giờ lừa gạt em có được không? Dương Hy nụ cười càng trở nên ấm áp. Được, Tiểu Noãn. Xe chạy qua mấy đoạn cuối cùng thì cũng đến nơi. Hai chữ Diệp Tứ to đùng trước quán, bảng hiệu cũng lộng lẫy sang trọng như bên trong. Tô Noãn làm động tác vẫy tay chào. Anh Dương Hy, buổi tối em sẽ gọi cho anh. Được rồi, anh chờ em. Hậu trường Diệp Tứ, Hạ Tử Lan thấy Tô Noãn đến thì liền đi đến phía cô, tay cầm một bản thảo đưa vào tay cô. Lát nữa mở màn, em đàn bản này một mình. Hôm nay tâm tình của Dung Dung không được tốt, có lẽ sẽ không hát đâu. Tô Noãn có chút ngần ngơ mà gật đầu. Tâm tình không tốt sao? Tiếng nói xung quanh bắt đầu bàn tán. Những nữ nhân viên ở đây ai cũng đều xinh đẹp, bất phàm. Gương mặt luôn trang điểm rất đậm. Trên người luôn mặc những bộ cánh thời thượng cuốn hút, phô diễn những đường cong hoàn mỹ trên người. So sánh với bọn họ, Tô Noãn thật khác biệt. Những giọng nói bắt đầu bàn tán. Cô ấy ỷ bản thân là người phụ nữ của ông chủ nên mới có thể tùy hứng như vậy. Đúng đó, nếu so với chị Tử Lan của chúng ta, cô ấy còn kém xa. Chị Tử Lan nhan sắc xinh đẹp hơn cô ấy, nhưng có điều người ta giỏi mê hoặc đàn ông. Nếu như không được ông chủ bao nuôi, thì chẳng phải bây giờ cũng chỉ là một con đàn bà chuyên hát ở hộp đêm thôi sao? Tiếng cười đùa thô tục liền vang lên một cách châm biếm. Tô Noãn có chút bồi hồi. Người đời nói thật không sai, nơi nào có nhiều nữ nhân, nơi đó càng phức tạp. Hạ Tử Lan liền cắt ngang. Các cô còn đứng ở đây tám chuyện sao? Đã cận giờ diễn rồi, còn không mau đi chuẩn bị đi. Đám nữ nhân liền hiểu ý mà tức thời giải tán. Chuyện thị phi quả thật là thường bị đem ra nói. Ganh đùa đố kỵ chính là điều ngu xuẩn nhất của nữ nhân. Tô Noãn, cho dù có đơn thuần đến đâu thì cũng hiểu được bọn người này rõ ràng là không phục. Trước mặt nịnh hót, quanh lưng thì lại liền trở mặt. Hạ Tử Lan lên tiếng ngữ điệu rất bình thản. Cô đi chuẩn bị đi. Vâng ạ. Hạ Tử Lan rời đi, Tô Noãn vẫn nhìn theo bóng lưng thon thả đó. Chỉ là cô không để ý được khóe miệng của nữ nhân đang nở một nụ cười đắc chí. Đúng vậy, nữ nhân nhiều vô số kể, nữ nhân xinh đẹp cũng không ít. Xinh đẹp thì đều không khác gì nhau, nếu như có khác thì khác nhau ở lòng người. Con người sẽ thể hiện hết, hỉ nộ ái ố của bản thân, phổ diễn hết ra ngoài. Có người thì lại lặng lặng để yên trong lòng mà âm thầm tính kế. Hạ Tử Lan, điển hình chính là loại người đó, thoạt nhìn có vẻ điềm đạm, tĩnh lặng, nhưng tận sâu trong lòng là những thủ đoạn thâm sâu khó ai có thể đoán được. Tô Noãn liền xoay đi, đã đụng phải Dung Dung ở phía sau. Cô có chút giật mình, chị ấy ở đằng sau, vậy nãy giờ chẳng phải là nghe hết những lời bọn họ nói lúc nãy rồi sao? Tô Noãn, ánh mắt nhìn nữ nhân đầy lo lắng. Em nghĩ chị quan tâm đến những lời nói của bọn họ sao? Dung Dung vẫn bình thản, gương mặt vẫn không biểu lộ ra sự phiền muộn. Em nghe nói hôm nay chị không hát. Dung Dung thờ ơ đáp trả lời, cũng không có giải thích gì thêm. Tâm tình của chị không tốt sao? Ngón tay thon dài của nữ nhân gõ nhẹ lên trên mặt bàn, gương mặt xinh đẹp có chút sắc nhợt. rất yếu đuối, khiến cho người ta đồng cảm. Đã hơn một tháng nay, anh ấy cũng không có đến đây. Anh ấy đã biết rõ chị vẫn làm ở đây, nhưng một lần đến nhìn chị cũng không có. Chị có thể anh ấy bận. Dung Dung nở một nụ cười chua xót. Bận sao? Anh ấy có thể lúc này bên cạnh đã có một người phụ nữ khác. Có những chuyện dù trong lòng biết rõ hết mọi chuyện nhưng vẫn không muốn chấp nhận. Bọn họ nói rất đúng, chỉ dựa vào anh ấy mới có thể tùy tiện như vậy. Mọi thứ của chị đều là do anh ấy ban cho. Nếu như một ngày mọi người đều biết chị đã không còn là người phụ nữ của anh ấy nữa thì chị sẽ mất tất cả. Thật ra từ lần đầu gặp được Dung Dung, trong lòng của Tôn Noãn đã sinh ra nhiều cảm tình. Cô cảm thấy ở Dung Dung luôn có những nét tương đồng với Tô Kiều. Cả hai người họ đều vì tình yêu mà bi lụy. Dung Dung là một cô gái dịu dàng, từ dáng người đến gương mặt, nội tâm cũng đa sầu đa cảm. Một khi yêu rồi thì sẽ khó lòng thoát ra được. Điển hình là một người phụ nữ yếu đuối, nhưng tính cách thì vẫn rất tốt. Ít ra cô ấy vẫn chưa từng ỷ thế hiếp người. Tuy tùy tiện nhưng cũng không kiếm chuyện với bất kỳ ai. Suy cho cùng thì cũng không cậy quyền cậy thế. Lát nữa em đàn cho thật hay nhé, chị về trước đây. Ngữ điệu mệt mỏi kéo dài khiến cho Tôn Noãn đau lòng. Chị không khỏe sao? Sắc mặt của chị nhợt nhạt quá. Chị không sao đâu, gần đây có chút mất ngủ. Con dùng một ít thuốc an thần, nghỉ ngơi đủ thì sẽ không đáng lo nữa. Thuốc an thần? Loại thuốc đấy chẳng phải luôn gây hại cho cơ thể sao? Chị sợ dùng quá liều thì sẽ để lại hệ lụy. Sân khấu sáng đèn, ánh sáng mờ ảo, chiếu gọi lên dáng vẻ xinh đẹp của Tô Noãn. Cô xinh đẹp động lòng người, ngồi trước cây đàn piano khiến cho những vị khách bên dưới không thể rời mắt. Trong một không gian yên tĩnh, bầu không khí lãng mạn, nếu được nghe một khúc nhạc piano sẽ khiến cho tâm tình của con người ta thư giãn. Ngón tay của Tô Noãn bắt đầu uyển chuyển trên phím đàn, tạo ra một loại âm thanh như mê hoặc lòng người. Tiếng nhạc của cô rất nhẹ nhàng, đơn thuần, giống như chính con người của cô vậy. Nó mộc mạc theo cách riêng của nó, nhưng nó trầm ấm không vô vị. Mỗi lần lên đến đoạn cao trào thì sẽ luôn để lại trong lòng mỗi người một cảm xúc khác nhau. Có thể nói tiếng đàn của Tôn Noãn khiến cho mỗi người có thể tự vẽ ra câu chuyện của riêng mình trong đó. Có rất nhiều khách hàng tâm sự rằng khi mệt mỏi hay buồn phiền, họ muốn được yên tĩnh một mình. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc họ sẽ giam lòng mình trong phòng hay đi một mình ở nơi nào đó thật xa xôi để nghỉ dưỡng. Mà những lúc như vậy, họ sẽ tìm kiếm một nơi có thể trải lòng bằng những thứ âm nhạc như vậy. Tiếng đàn của Tôn Noãn quả nhiên rất xuất thần. Nghe qua thì có vẻ đơn thuần, nhưng một khi thấm vào lòng thì mới hiểu được tiếng đàn đó não nề cỡ nào. Nhạc cuối cùng cũng kết thúc. Tôn Noãn hồi hộp đứng lên, cúi đầu 90 độ chào. Tiếng vỗ tay liền vang lên, bầu không khí phút chốc trở thành sự hân hoan khiến cho cô nhất thời không kịp phản ứng. Ngày đầu tiên làm việc đã thành công như vậy, bản thân cô cũng tự mãn mà sung sướng. Tôn Noãn trước giờ vẫn không có gì cam đoan có thể tự tin, nhưng thứ cô có thể làm tốt nhất, quả thật chính là lúc đánh đàn piano. Cô có thể tự tin đem tiếng đàn của chính mình để chinh phục các vị khách khó tính nhất. Tôn Noãn sau khi đàn xong mấy bàn liên tiếp, cũng mệt mỏi, liền vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Tiếng bên ngoài càng lúc càng đông, xì xầm to nhỏ, cô nghe rõ toàn là những giọng nói của phụ nữ. Cô gái mới đến hôm nay cũng xinh nhỉ, đàn cũng rất hay đấy. Hay cái gì chứ, tôi cảm thấy nhan sắc mới là vũ khí lợi hại nhất. Xem cô gái đó thì cũng rất đơn thuần nha. Tiếng cười đùa. Đơn thuần sao? Thật là tức cười, nếu như cô ta đơn thuần thì còn chọn những nơi như thế này để làm việc sao? Tôi nghe nói trước đây cô ta từng làm ở sắc dục đấy. Sắc dục sao? Không phải chứ, chỗ đó là hộp đêm đấy. Xem ra thì cũng không đơn giản đâu. Bọn nữ nhân giọng nói chanh chua, liên tục bàn tán khiến cho Tôn Noãn thực sự không thể chịu nổi nữa. Cô xoay nắm cửa liền đi ra. Tôn Noãn đột ngột xuất hiện, khiến cho đám nữ nhân liền kinh ngạc chết đứng tại chỗ. Cô vẫn ung dung đi đến bồn rửa tay, gương mặt cũng không để lộ ra biểu cảm khó chịu. Làm xong một vài động tác liền rời đi. Cô tự nhủ với lòng, bọn họ cũng không có nhắc đến tên cô. Từ đầu xác định làm ở những môi trường như vậy thì chuyện thị phi đương nhiên là không thể tránh khỏi. Tôn Noãn, mày nên nhớ, mày cần công việc để trang trải cuộc sống, để lo cho chị mày. Tự tôn cái gì chứ, cũng đâu có đổi được thành tiền đâu. Tôn Noãn vốn nghĩ rằng Diệp Tứ khác với sắc dục, nhưng thì ra khi kéo rèm lại thì nơi đâu cũng giống nhau, chính là dùng một câu nói để diễn tả. Bên ngoài hào nhoáng thanh cao nhằm che đậy đi sự thối nát bên trong. Đêm khuya, Tô Noãn đứng trước cổng của Diệp Tứ đợi Dương Hy. Cô gọi điện, anh nói đang trên đường đến. Vì hôm nay quốc lộ Thành Đô có xảy ra tai nạn gì đó nên hơi kẹt xe. Thời tiết vào cuối xuân thật lạnh, cô lại mặc chiếc váy mỏng manh, thân thể nhỏ bé, thoáng chốc hơi run rẩy. Một chiếc xe hơi Bugatti màu đen liền đỗ ngay bên cạnh cô. Tô Noãn vốn dĩ cũng không để tâm, liền thức thời nép sang một bên nhường đường. Nhưng người trên xe thật quá cuốn hút. Cửa mở ra, một người đàn ông thân thể cao lớn bước xuống. Từ mái tóc, gương mặt đều toát lên một thần thái kiêu ngạo, lạnh lùng. Người đàn ông không ai khác chính là Hàn Thước. Giây phút cô cứ tưởng hắn sẽ bước qua cô, thì ánh mắt hắn lại dừng lại chỗ cô. Ánh mắt hắn dường như có chút kinh ngạc khi nhìn thấy cô. Bước chân của người đàn ông dần tiến lại gần, mùi xạ hương trên người hắn cứ lan tỏa đến chỗ cô. Hàn Thước, trên người hắn luôn có một loại sức ép đến cho người khác. Mỗi lần gặp hắn thì đều khiến cô hoảng sợ. Cô vì sao lại đến chỗ này? Ngữ điệu êm đềm như một câu hỏi thăm. Tôi làm ở đây. Ánh mắt hẹp dài của người đàn ông liền khép lại, nhìn cô dò xét. Chẳng phải cô thành cao lắm sao? Tại sao lại cứ thích chọn những nơi như thế này để làm vậy? Một ngữ điệu châm biếm khiến cô cứng họng. Liên quan gì đến anh chứ? Nếu như cô muốn tìm kim chủ cho chính mình thì có thể tìm tôi. Bổn thiếu gia sẽ chiếu cố cô. Chiếu cô? Hai chữ này hàm ý rõ ràng thô tục, khiến cho Tô Noãn chán ghét cực độ. Cô xoay người tránh né hắn, liền bị người đàn ông kéo tay lại. Cô tay bị lực kéo mạnh mẽ khiến cô ngã vào trong lòng hắn. Hắn thật sự rất cao, cô ngẩng đầu lên cũng chỉ chạm đúng đến cằm của hắn. Khoảng cách gần như vậy, Tô Noãn nhất thời cảm thấy người đàn ông trước mặt này, ông trời đã ưu ái hắn vô cùng. Điều khắc ngũ quan lại tạo ra một người đàn ông đẹp đến mức này sao? Vẫn là câu nói đó, ra một cái giá đi, một đêm bao nhiêu? Tô Noãn trừng to mắt, liền đẩy hắn ra. Trên đời này cô đã gặp vô số đàn ông xấu xa, nhưng cũng chẳng ai vô liêm sỉ như hắn cả. Gương mặt hoàn mỹ, nhưng lời nói khi phát ra luôn luôn không đồng điệu với gương mặt đó. Hàn thiếu gia, tôi vẫn là câu trả lời đó, tôi không có bán thân. Lời nói của cô khẳng định một cách chắc nịch, cô cũng không thèm liếc đến hắn một cái. Hàn Thước, anh đến rồi sao? Còn không vào sao? Hạ Tử Lan đi đến, động tác yểu điệu, liền khoát tay hắn. Người đàn ông cũng không cự tuyệt, ánh mắt vẫn dán chặt lên trên người của Tô Noãn. Cô gái này là nhân viên mới ở Diệp Tứ sao? Hạ Tử Lan cũng hơi bất ngờ khi Hàn Thước lại hỏi như vậy. Đúng vậy, cô ấy là người đệm đàn cho Dung Dung. Nụ cười trên môi của người đàn ông càng trở nên gian tà, ánh mắt nóng rực nhìn về phía cô khiến cho Tô Noãn khó chịu. Tử Lan, em chiếu cố cho cô ấy một chút. Hạ Tử Lan kinh động nhìn về phía Tô Noãn, ánh mắt liền sinh thêm vài phần chán ghét. Được. Trong lòng Hạ Tử Lan hiểu rõ nhất chính là một khi Hàn Thước có hứng thú với cô gái nào thì sẽ đối xử rất đặc biệt. Cô vạn lần tính kế bên trong đối phó với vô số phụ nữ bên ngoài, cũng không ít giờ lại thêm một Tô Noãn. Nhưng người ở bên cạnh Hàn Thước lâu nhất cũng chỉ có cô, Hạ Tử Lan này. Cô ít nhiều gì cũng hơn bọn họ, vì cô cũng có một danh phận là quản lý ở Diệp Tứ. Từ xa, một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc liền đi đến. Dương Hy liền xuống xe, dáng người tào nhã đi đến cạnh cô, động tác luôn ân cần, khoát một chiếc áo ấm lên trên người của Tô Noãn. Đợi có lâu không? Xem em kìa, sắp lạnh cóng luôn rồi. Tô Noãn liền cười dịu dàng khi anh xuất hiện, bầu không khí này sẽ đỡ ngột ngạt hơn. Không lâu đâu, em vừa mới xong việc thôi. Dương Hy nãy giờ cũng không để ý đến ai khác ngoài cô. Đột nhiên ánh mắt anh lơ đãng nhìn về phía người đàn ông đứng cách đó không xa. Anh có chút kinh ngạc. Một tia kinh ngạc hiện lên, anh cũng không để lộ thái độ, vẫn bình tĩnh mà di chuyển tầm mắt sang chỗ khác. Về thôi, anh đưa em đi ăn. Tô Noãn cúi đầu bẽn lẽn theo sau anh. Xe của hai người bọn họ khuất xa, ánh mắt của Hàn Thước liền thu lại một cách tà mị. Hạ Tử Lan liền kéo tay hắn làm đũng. Hàn Thước, hôm nay sao lại có nhã hứng đến đây vậy? Người đàn ông liền trở lại dáng vẻ bình thường, điều bộ ngạo mạn. Hôm nay, tôi muốn em. Hàm ý không hề vòng vo, khiến cho Hạ Tử Lan xấu hổ mà cúi đầu. Giọng nói của nữ nhân có phần miễn cưỡng. Anh từng nói em khác với những phụ nữ đó. Anh lại còn nói ra những lời này sao? Bàn tay của người đàn ông nóng rực liền vòng qua eo của cô siết chặt. Hơi thở nam tính trên người hắn như mê hoặc cô. Người đàn ông cười như không cười, liền cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn đầy sự khiêu khích. Nụ hôn không kéo dài, hắn liền nói. Em khác với bọn họ, cho nên em mới ở bên cạnh tôi lâu như vậy. Nhưng đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Hạ Tử Lan trước giờ luôn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, khiến cho Hàn Thước điên cuồng chinh phục, cho nên mới leo lên được đến vị trí ngày hôm nay. Trong mắt của người khác, Hạ Tử Lan chính là một cô gái thanh cao, không tạp chất. Hàn Thước đối với cô cũng rất khác với những người phụ nữ kia. Hạ Tử Lan tay luồn qua cổ của người đàn ông, hơi thở nôn nóng mà thỏ thẻ. Hôm nay em cho anh toại nguyện. Người đàn ông liền cười gian tà. Điều kiện là gì? Hạ Tử Lan nở một nụ cười đắc chí. Em muốn em là người phụ nữ duy nhất của anh. Bữa tiệc Hòa Tiếu, đêm khuya tại một căn phòng, tầng cao nhất của biệt thự. Tiếng thở dốc càng lúc càng mãnh liệt, bầu không khí tràn ngập sự kích tình. Người đàn ông cao thẳng quỳ gối giữa hai chân của người phụ nữ. Động tác kịch liệt khiến cho nữ nhân phải rên rỉ theo từng nhịp. Hàn Thước như con sói, hung mãn, không để tâm con mồi phía dưới đang van xin. Động tác rừng rưng càng thô bạo. Mỗi cái động thân đều khiến cho nữ nhân phải đầu hàng mà hét to lên. Hạ Tử Lan thật bị chính người đàn ông này mê hoặc. Cơ thể hắn rất hoàn mỹ, từng cơ bắp trên đó đều săn chắc, không chút mỡ thừa. Nhưng vùng ngực có vài vết sẹo do lâu năm. Không làm mất đi vẻ đẹp trai của hắn, đặc biệt là gương mặt trời ban đó có chút xa cách, lạnh lùng, nhưng lại khiến cho nữ nhân si mê. Hàn Thước chính là kiểu đàn ông có tiền tài lẫn danh vọng, nhan sắc và quyền lực. Một người đàn ông như vậy, nếu như có người nói không động tâm chút nào thì chính là nói xạo. Bàn tay của người đàn ông di chuyển từ ngực lên đến xương quai xanh. Mơn trớn vuốt ve khiến cho Hạ Tử Lan nóng rực, hai má vì kích tình mà đỏ ửng. Hàn Thước dường như rất thỏa mãn mà vuốt ve gương mặt của cô. Tại sao luôn trang điểm đậm như vậy? Câu hỏi bất thình lình khiến cho nữ nhân kinh ngạc, không thốt nên lời, chỉ biết cúi đầu. Hàn Thước cũng tự giật mình vì câu hỏi của mình, nhưng hắn vẫn nhớ đến hình ảnh của Tô Noãn. Cô gái đó không có thói quen trang điểm, nhưng gương mặt trong trèo trắng mịn đó thật khiến cho tâm tư của hắn bị xáo trộn. Sau vài giờ trôi qua, Hạ Tử Lan mệt mỏi nằm gục trên người của hắn, bàn tay dịu dàng vuốt ve lồng ngực của người đàn ông. Hàn Thước, anh có thể đối xử với em khác với bọn họ được không? Người đàn ông cười đậm, ánh mắt vẫn không để lộ tâm tình. Có thể, chỉ cần thân thể phù hợp với tôi, em muốn cái gì thì đều được hết. Hạ Tử Lan vẽ vòng tròn lên trên ngực của người đàn ông, môi mỏng cong lên một nụ cười đắc chí. Em muốn Dung Dung nghỉ việc ở Diệp Tứ. Cô ta không thuận bắt em sao? Đúng vậy, cô ta ỷ vào việc được anh bao nuôi, cho nên ra vẻ ta đây, làm việc luôn tùy hứng, cô ta không nghe lời em. Dù sao thì em cũng là quản lý ở Diệp Tứ, anh nói xem, cô ta cố ý vào mặt em à? Đối với chuyện đàn bà tranh đấu, Hàn Thước cũng thừa hiểu rõ, nữ nhân chính là luôn tâm kế như nhau, không ai không làm gì mà không có lợi ích cho bản thân cả. Nhưng dù sao thì hắn cũng không để tâm quá nhiều đến những việc đó, tóm lại hắn không quan tâm. Tùy em thôi. Hàn Thước, em yêu anh. Người đàn ông thân thể cao lớn liền đứng bật dậy, động tác mặc quần áo rất nhanh. Hạ Tử Lan liền giật mình theo phản xạ ngồi dậy. Anh không ngủ sao? Em về đi, tôi còn có việc cần phải giải quyết. Hàn Thước, ngữ điệu dứt khoát, muốn cô ra về. Hắn ngay cả để cô ngủ lại Hoa Tiếu cũng không được sao? Đã khuya như vậy, anh còn muốn em về sao? Tôi bảo tài xế đưa em về. Người đàn ông vẫn rất kiên định. Hạ Tử Lan liền biết rõ cho dù có níu kéo thì cũng không được, đành miễn cưỡng mặc quần áo vào. Hàn Thước động tác mở tủ lấy một thứ thuốc màu trắng đưa cho cô. Uống đi. Hạ Tử Lan nhíu mày lại. Thuốc ngừa thai sao? Đúng vậy. Thấy nữ nhân vẫn còn chần chừ không chịu hợp tác, hắn đã chủ động đưa viên thuốc vào tay cô, giọng nói trầm thấp như một mệnh lệnh. Em hiểu rõ, nguyên tắc của tôi khi chơi phụ nữ chính là tuyệt đối không để họ có thai. Cho nên em hiểu luật mà chấp nhận, không nên kháng cự. Em biết rồi. Nữ nhân thức thời nhét một viên thuốc vào cổ họng, khó khăn mà nuốt xuống. Hàn Thước là một người đàn ông thân phận như thế nào, sao có thể tùy tiện để người khác mang thai con của mình được chứ? Bước chân của Hạ Tử Lan ra đến cổng lớn của Hòa Tiếu, ánh mắt của cô nhìn lên toàn cảnh của tòa biệt thự lộng lẫy. Sẽ có một ngày, Hạ Tử Lan này sẽ đường đường chính chính sống ở nơi đây. Phụ nữ bên cạnh Hàn Thước nhiều vô số kể, nhưng người có thể ở bên cạnh hắn lâu nhất cũng chỉ có cô. Hạ Tử Lan với danh phận là quản lý của Diệp Tứ, ngày ngày ở cạnh người đàn ông này, cũng hiểu rõ trong lòng Hàn Thước, cô cũng có một chỗ đứng nhất định. Anh Dương Hy, chúng ta đi đâu vậy? Đưa em đến một nơi. Tô Noãn bĩu môi ngọt ngào, ánh mắt có chút lơ đãng nhìn ra phía ngoài cửa xe, chạy chậm lại trên con đường lớn của thành đô. Vào cuối xuân, ban đêm sẽ rất lạnh. Nhưng vào xế chiều như vậy, không khí lại rất mát mẻ. Xe chạy lượn qua những đoạn đường trồng những tán cây xanh. Vì cuối xuân nền lá đã bắt đầu úa vàng. Tô Noãn hai mắt liền sáng rực, đầu hơi nghiêng qua, tựa lên trên vai của anh, ỉ lại. Mỗi lần ở cạnh anh thì tâm tình của cô cũng trở nên tốt hơn. Xe dừng ở một nơi, Dương Hy dẫn cô vào trong. Cảnh quan vô cùng đẹp mắt khiến cô kinh ngạc. Đây là vườn hoa Bách Thảo nổi tiếng ở Thành Đô. Vườn Bách Thảo Thành Đô được thành lập từ nhiều năm trước với diện tích lên đến 5.000 hectare. Khu vườn bao gồm 11 khu triển lãm và hội trường như vườn cây, vườn hoa hồng, vườn hoa mẫu đơn, vườn hoa đào, vườn thảo mộc y học cổ truyền Trung Quốc, khu tài nguyên trái cây hoang dã, khu nhà kính triển lãm các loại cây trồng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Ngoài ra, ở đây còn có một số ngôi chùa Phật giáo nằm lẫn trong các vườn cây. Vườn Bách Thảo Thành Đô có một bộ sưu tập đồ sộ khoảng 10.000 loài thực vật được trồng trong các nhà kính và các khu vực riêng. Điểm nhấn ở đây có thể kể đến là khu vườn hoa mẫu đơn, được mở cửa đón khách với diện tích hơn 100.000 m2, được chia ra làm 3 phần. Vào tháng 4 đến khoảng giữa tháng 5, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng khu vườn với hơn 70 loài hoa anh đào nở rộ. Tô Noãn nhất thời như bị say nắng trước cảnh đẹp hùng vĩ nơi đây. Cảnh quang nơi này phải nói là đẹp hơn tiên cảnh. Thích không? Nam nhân nhún vai, môi hiện lên ý cười. Tại sao lại dẫn em đến chỗ này? Bầu không khí lãng mạn xen lẫn chút ngọt ngào, một đôi nam nữ đứng trước một vườn hoa diễm lệ khiến ai nấy đều đem lòng ngưỡng mộ. Ngộ ý thật đẹp đôi. Tiểu Noãn, chỉ là anh muốn ở cạnh em. Lời nói vừa dứt, tay anh đã kéo cô vào lòng, dịu dàng mà ôm lấy. Lồng ngực anh phập phồng có chút không ổn định. Xem ra tâm trạng anh hôm nay không được tốt. Nhiều năm như vậy, mỗi lần anh có chuyện buồn cũng không chịu chia sẻ với cô. Nhưng anh sẽ yên lặng mà ôm cô vào lòng để giải tỏa tâm trạng. Tô Noãn cũng là cô gái hiểu chuyện. Anh không nói, cô cũng sẽ không hỏi. Cô yên lặng để anh ôm. Gió thổi nhẹ, hương hoa bắt đầu lan tỏa vào thật dễ chịu. Bầu không khí ấm áp này, cô ước rằng nó sẽ dừng lại mãi mãi. 4 năm trước, lúc cô bơ vơ nhất, không có lấy một điểm tựa, thì anh xuất hiện như một vị thần che chở cô. Lúc cô mệt mỏi nhất, chính anh cũng luôn bên cạnh. Lúc Tô Noãn bất lực vì chuyện của chị mình, anh cũng không ngần ngại mà san sẻ. Từ lúc đó, Tô Noãn đã hình thành một thói quen dựa dẫm vào anh. Anh là người cô tin tưởng nhất. Anh Dương Hy, sau này em gả cho anh có được không? Câu nói bất thình lình của cô khiến cho anh cứng đơ người, hơi thở dường như bị đóng băng lại. Bàn tay đặt trên vai cô khẽ buông ra. Tiểu Noãn ngốc, không thể tùy tiện nói muốn gả cho ai thì gả đâu. Chuyện kết hôn không phải là chuyện đùa. Tô Noãn không phát hiện thái độ bất thường ở anh. Cô còn làm động tác kéo tay anh sát lại. Đời này em chỉ có thể tin tưởng anh. Nếu như không gả được cho anh thì em thà rằng ở dã suốt đời. Nam nhân toàn thân cứng đơ, máu cứ như sôi sục trong thân, nội tâm thật giằn xé, đau đớn. Có trời mới biết, anh kiên nhẫn như thế nào để kiềm chế tình cảm của mình, để giữ khoảng cách với cô. Tô Noãn, thân thế của anh nó thật phức tạp, anh không xứng với em. Anh ước gì thời gian quay lại 4 năm trước, anh thật không muốn gặp em để bây giờ tình cảnh lại thành như hôm nay. Anh yêu em, nhưng anh không được quyền lựa chọn hạnh phúc của chính mình. Tô Noãn, anh xin lỗi. Anh tay vuốt ve trên gương mặt mịn màng của cô, mỗi động tác đều thể hiện rõ sự cưng chiều trong đó. Tiểu Noãn, nhớ cho kỹ, anh là anh trai của em không được phép nói gả cho anh. Tô Noãn khó hiểu nhìn anh, trong lòng cô cũng bồi hồi. Anh trai sao? Đúng là nếu như có người anh trai tốt như anh thì cô có cầu cũng không được. Nhưng Tô Noãn thích anh, làm sao có thể chỉ là em gái của anh được chứ? Cô bất mãn lên tiếng. Anh Dương Hy, chúng ta tâm đầu ý hợp, có gì là không được? Hay anh chê bai em xuất thân thấp kém, hoặc là vì em không cha không mẹ, hay là... Những lời nói phía sau đều không thốt ra được vì bất thình lình bị anh dùng môi chặn lại. Nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào khiến cho đầu óc của cô quay cuồng. Nụ hôn kéo dài một lúc, hơi thở anh như đứt đoạn, thật không muốn dừng lại, nhưng lại buộc lòng phải đẩy cô ra. Tiểu Noãn, có những chuyện em mãi mãi cũng không hiểu được. Anh có thể ở cạnh em, bảo vệ em suốt đời, nhưng người như anh sẽ không thể cho em được một danh phận. Những lời nói của anh luôn úp úp mờ mờ, không đầu không đuôi, khiến cô khó hiểu. Nhưng gương mặt anh hiện rõ sự thống khổ trên đó. Tô Noãn cũng không muốn ép anh, cô chủ động vòng tay ngã vào lòng anh. Chỉ cần anh là đủ. Dương Y, em chỉ cần anh thôi, danh phận không quan trọng. Đằng xa, một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc dừng cách đó khoảng cách khá gần. Toàn bộ khung cảnh của hai người họ đều thu hết thảy vào toàn bộ mắt của người đàn ông. Người đàn ông đưa tay cầm điếu thuốc, liền vứt xuống lề đường, môi nở một nụ cười tà mị. Em vào đây. Dương Hy vẫn có chút lưu luyến nắm chặt cổ tay cô, dịu dàng, ánh mắt chứa nhiều điều muốn giãi bày, nhưng không thể, đành miễn cưỡng thu tay về, nở một nụ cười ấm áp đối với cô. Tối nay anh không đến đón em được đâu. Sau khi về nhà thì nhớ gọi điện cho anh. Tôn Đoán ngoan ngoãn gật đầu hiểu chuyện. Gần đây Dương Hy dường như rất bận rộn, ban ngày đều làm việc ở công ty, ban đêm cũng lo việc gì đó, cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, nhưng vẫn luôn dành thời gian cho cô. Anh luôn chu đáo như vậy, khiến cho cô hết lòng cảm kích. Vâng, em biết rồi, anh về đi. Cô lặng lẽ đứng yên ở đó, ánh mắt vẫn nhìn theo anh, đến khi chiếc xe dần khuất trên đường lớn. Tình tứ quá nhỉ? Giọng nói của người đàn ông nào đó bất thình lình nói bên tai cô. Tôn Noãn theo phản xạ liền xoay đầu lại, đã đục phải gương mặt kiêu ngạo của người đàn ông. Ánh mắt hắn vẫn luôn không ý tứ nhìn cô nóng rực. Khoảng cách gần đến nỗi cô nghe rõ được hơi thở của người đàn ông. Tôn Noãn lùi về sau muốn tránh né, đã bị hắn ngang ngạnh khóa chặt tay lại, ép sát cô vào tường. Tôn Noãn, em và người đàn ông đó là quan hệ gì? Cô khó chịu ra mặt, hắn lấy tư cách gì mà thái độ với cô chứ? Liên quan gì đến anh? Tay của người đàn ông càng tùy tiện luồn xuống vòng eo nhỏ của cô, tham lam mà vuốt ve khiến cho cơ thể của Tôn Noãn run rẩy. Hơi thở nóng rực của hắn vào vào chiếc cổ nhạy cảm của cô, giọng nói của hắn có chút khàn đặc, mang theo ngữ điệu mập mờ. Em thích hắn sao? Tôn Noãn phản kháng, tay muốn dùng sức đẩy người hắn ra, như không thể. Hắn có điên không vậy? Ngang nhiên bỡn cợt cô, lại còn đang ở trước cổng của Diệp Tứ. Chỉ cần ai đó đi ngang qua thì cũng sẽ bắt gặp cảnh này. Cô cắn chặt môi dưới. Anh dựa vào cái gì mà quản tôi không có chọc vào anh. Người đàn ông không hài lòng trước thái độ tức giận đến đỏ mặt của cô, nụ cười tà mị kéo theo ngữ điệu cao ngạo liền vang thẳng vào tai của Tôn Noãn. Dựa vào tôi là Hàn Thước, bổn thiếu gia muốn quản cái gì thì liền quản cái đó, em không có quyền ý kiến. Cô trợn mắt to đùng nhìn hắn, trên đời này vì sao lại tồn tại một người đàn ông không hiểu lý lẽ đến như vậy. Anh ngang ngược thì cũng được, tôi muốn em là người phụ nữ của tôi. Người đàn ông vừa nói dứt câu đã cúi đầu xuống đặt lên môi cô một nụ hôn đầy sự bá đạo độc chiếm. Tôn Noãn khó khăn mà hô hấp, chống cự vô ích vì sức lực nam nữ có sự cạnh tranh. Cô càng phản kháng thì hắn càng ngang ngạnh chiếm giữ. Qua một lúc lâu, dường như đã đủ thỏa mãn, người đàn ông này mới chịu buông cô ra, gương mặt gian tà rất mãn nguyện. Nếu như bạo lực không thành, vậy thì tôi đành chuyển sang ôn nhu vậy. Tôn Noãn, tôi theo đuổi em. Cô sừng sốt, còn không kịp định hình lại thì những ý tứ trong lời nói của hắn. Người đàn ông đã rời đi, bỏ lại cái đầu đơn thuần của Tôn Noãn, vẫn không thể hiểu thông. Tôn Noãn tay vô thức chạm lên môi, mùi vị của hắn vẫn còn vương vấn trên người cô. Nụ hôn lúc nãy rõ ràng là độc chiếm, rõ ràng rất ngang ngược. Hạ Tử Lan, cảnh tượng lúc nãy của Tôn Noãn và Hàn Thước đều thu hết vào trong mắt cô, toàn bộ không thiếu sót. Hai bàn tay nữ nhân bắt đầu siết chặt lại. Cô hận không thể gạch nát mặt của Tôn Noãn ra. Tiện nhân, muốn dùng cái vẻ đơn thuần đó mà mê hoặc đàn ông sao? Đúng là không tự lượng sức. Chị Tử Lan, hôm nay Dung cô ấy lại không muốn hát. Tính sao bây giờ? Sắp đến giờ diễn rồi. Một người phụ nữ ăn mặc bó sát, thân hình đồng hồ cát nóng bỏng yểu điệu mà đi đến. Gương mặt trang điểm đậm một cách sắc nét, mái tóc uốn lọn tỉ mỉ, ngữ điệu buồn bực liền mách lèo. Người phụ nữ này là Tiểu Mỹ, nhân viên phục vụ tại đây. Hạ Tử Lan vì cảnh tượng nhìn thấy lúc nãy mà cục tức nuốt vẫn còn chưa trôi. Giờ lại thêm một chuyện cô thừa cơ hội, không giải tỏa, đúng là không được mà. Kéo cô ta đến đây. Tiểu Mỹ có chút chần chừ, không dám, giọng có hơi run rẩy. Chị Tử Lan, em không dám đâu, cô ta là người phụ nữ của ông chủ, em không có gan đắc tội đâu. Hạ Tử Lan liền tức giận, giọng nói có chút phẫn nộ. Cô ta kể từ bây giờ không còn là người phụ nữ của Hàn Thước nữa đâu, cứ kéo cô ta đến đây. Nữ nhân ẻo lạ liền hiểu ý. Chị Tử Lan, không phải là muốn chỉnh cô ta đấy chứ? Hạ Tử Lan gương mặt xinh đẹp càng lạnh lùng tàn ác. Muốn để cô ta hiểu rõ vị trí hiện tại của bản thân ở đâu. Một con đàn bà chuyên hát ở hộp đêm, còn muốn ra vẻ ta đây sao? Sau khi Tôn Noãn đàn xong vài bàn để mở màn thì đã xuống lui vào hậu trường. Vào giờ khuya chính là giờ cao điểm của Diệp Tứ. Đêm dần khuya, Diệp Tứ có chút thay đổi. Sẽ không còn những bản nhạc nhẹ nhàng piano, cũng không còn những bản sướng ca ballad du dương, mà thay vào đó là những màn chào sân nóng bỏng của các cô gái xinh đẹp động lòng, biểu diễn như những bình hoa di động tùy hứng để đàn ông chọn lựa. Không gian của Diệp Tứ, đèn bắt đầu trở nên tối hơn, ánh đèn mờ ảo liền chớp tắt một cách mị hoặc, bầu không khí ám muội liền bao phủ xung quanh Diệp Tứ. Tôn Noãn hiện tại mới hiểu rõ bản chất thật bên trong của Diệp Tứ, thì ra luôn có hai mặt như vậy sao? Những thứ xa hoa đẹp đẽ luôn có cách để che đậy những thứ thô tục thối nát bên trong. Tôn Noãn liền không thích nghi được, cô nhanh chóng lui vào hậu trường tẩy trang, cô cũng đã hết giờ làm rồi. Phía bên ngoài, một người đàn ông tầm ngoài 40 tuổi, dáng người mập mạp, thoạt nhìn rất sang trọng, Vừa mới xuất hiện đã tập trung rất nhiều nhân viên ở Diệp Tứ ra mà nghênh đón. Xem ra địa vị thật không phải là một nhân vật tầm thường. Hạ Tử Lan giọng nói nhỏ nhẹ liền mở miệng chào đón niềm nở. Trần Tổng, thật hân hạnh vì hôm nay được ngài đại giá quang lâm. Lão Trần liền nở một nụ cười thô bỉ, bàn tay thô ráp liền nắm lên cổ tay của Hạ Tử Lan mà vuốt ve. Hạ quản lý, thật đúng là ngày càng xinh đẹp, cứ như là tiên dáng trần vậy. Hạ Tử Lan động tác dịu dàng liền thu tay về mà ứng phó. Đối với đàn ông ở nơi này, cô đã tiếp không ít kẻ như vậy, cho nên cô cũng không có gì là bất ngờ hết. Trần Tổng, ngài quá khen rồi. Lão Trần liền tùy hứng mà cười sảng khoái, ánh mắt thô tục nhìn một lượt qua các nữ nhân viên ở đây. Tìm một cô gái vừa mềm mại vừa yểu điệu đến cho ta. Hôm nay thật có nhã hứng muốn chơi đàn bà. Được rồi, Trần Tổng vào phòng VIP tầng 2 đợi một chút, sẽ cho người đến ngay. Đám nhân viên ăn mặc thiếu vải liền chạy đến kéo người đàn ông lên tầng 2 của Diệp Tứ. Lão Trần thô tục liền kéo hai cô khoác vai ôm lên lầu. Tiểu Mỹ liền chạy đến nũng nịu. Chị Tử Lan, để em tiếp ông ta được không? Nghe nói ông ấy bò rất nhiều đấy. Hạ Tử Lan ánh mắt dần thâm sâu, ý cười trên môi càng gian tà. Ông ta đúng là bo rất nhiều, nhưng ông ta rất bạo lực, em có chịu nổi không? Tiểu Mỹ nghe đến hai chữ bạo lực thì đã sợ đến xanh cả mặt, liền lắc đầu từ chối. Nếu như ông ta biến thái như vậy, thì có ai dám tiếp ông ta chứ? Loại người này nên dành cho con đàn bà chuyên hát ở hộp đêm đó tiếp. Tiểu Mỹ có chút sừng sốt, nhìn gương mặt đáng sợ của Hạ Tử Lan, nhất thời cô cũng kinh sợ. Chị muốn để cho Dung Dung tiếp sao? Đúng vậy, nếu như không muốn hát thì đi tiếp khách vậy. Diệp Tứ không phải là nơi người khác tùy ý muốn làm gì thì làm. Hạ Tử Lan, người phụ nữ này luôn có nhiều sắc thái đáng sợ. Trước mặt là người khác, sau lưng lại là một người khác. Mưu mô xảo quyệt, ai bằng được cô ta. Dung Dung, có một vị khách muốn tìm chị đó. Một nữ nhân viên lễ độ nói với cô. Dung Dung không mấy phản ứng, ánh mắt cô lơ đãng nhìn vào ly rượu trên bàn. Động tác từ tốn nhấp từng ngụm. Tôi không rảnh. Nữ nhân viên thái độ liền trở nên khó xử, cúi đầu ấp úng. Nhưng lần này đích thân chị Tử Lan muốn chị đến gặp vị khách đó. Dung Dung ý cười nhạt liền hiện lên. Môi trường phức tạp như vậy, cô dĩ nhiên không chỉ là muốn gặp. Cô ta muốn tôi tiếp khách sao? Nữ nhân viên liền im lặng. Dung Dung cười lạnh, vẻ mặt trở nên bất cần. Tôi không tiếp khách, cô nói với cô ta như vậy. Tôi chính là muốn cô tiếp khách đó. Ngữ điệu canh kiểu của Hạ Tử Lan liền vang lên. Thái độ giận dữ nói với Dung Dung. Không hát thì tiếp khách. Diệp Tứ này không phải là nơi để cô tùy tiện nói không là không. Tay của Dung Dung siết chặt ly rượu trên bàn, ánh mắt dao động. Cô đừng quên tôi là người hát chính ở đây. Còn nữa, tôi là người phụ nữ của Hàn Thước. Có dám ép buộc tôi? Hạ Tử Lan liền lộ ý cười châm chọc, giọng nói lạnh lùng vạn phần. Tôi cũng không quên rằng anh ấy đá cô như thế nào. Cô... Hạ Tử Lan giễu cợt, bàn tay ngang ngạnh siết chặt xương hàm của Dung Dung. Cô bị anh ấy đá một cách không thương tiếc. Hòa Tiếu cô vừa dọn đi, tôi đã vào thay thế cô. Nghĩ thân phận hiện tại của chính mình, còn có thể nói không sao? Dung Dung cắn chặt môi dưới, quả nhiên Hàn Thước đã có nữ nhân mới ở bên cạnh, cho nên anh ấy thật sự không cần cô nữa. Hạ Tử Lan thấy được bộ dạng thất thần của Dung Dung, liền hài lòng. Ngoan ngoãn mà tiếp khách đi, nếu như được, lão Trần hài lòng thì cô có thể làm vợ bé của ông ta. Dẫn đi. Dung Dung nghe được tên lão Trần thì liền sợ hãi. Hắn nổi tiếng là một tên cầm thú, có sở thích biến thái. Những người tiếp qua ông ta đều trở thành bộ dạng đáng thương, bị ông ta bạo hành đến người không ra người, ma không ra ma. Khuôn mắt sáng lạn đã hiện lên vài nếp nhăn trên mặt, gương mặt thô tục dần dần lộ rõ. Dáng người bụng vệ tiến gần khiến cho Dung Dung kinh tởm. Dung Dung cố gắng lùi về phía sau, tìm kiếm một phương hướng để thoát ra. Nhưng căn phòng VIP này không gian tuy rộng rãi, nhưng lấy một cửa phụ cũng không có. Chỉ có một cửa chính đã bị khóa chặt. Lão Trần liền cười gian tà, bàn tay thô bạo khiến cho người khác buồn nôn nắm lấy tay cô. Buông ra, đừng chạm vào tôi. Người đẹp trước mặt khiến cho cả người ông ta sôi sục, làm sao có chuyện bỏ qua. Người đẹp, hầu hạ anh đi, anh sẽ không để em chịu thiệt đâu. Lão Trần càng lúc càng mất kiên nhẫn mà áp chế cô, tay kéo mạnh thân thể cô liền ngã lên sofa. Ông ta không chần chừ liền áp thân thể xuống, hắn khiến cho Dung Dung kinh hãi mà hét lớn. Đừng đụng vào tôi xin ông. Sao có thể không đụng chứ, em đẹp như vậy, anh sẽ nhẹ nhàng thôi, ngoan nào, bảo bối. Lời nói dâm tà vừa dứt, ông ta đã lấy từ trong túi quần ra thứ bột màu trắng, liền ngẩng cổ, uống hết. Chỉ trong chốc lát, ông ta bắt đầu có biểu hiện, toàn thân nóng rực. Dung Dung liền hiểu rõ thứ ông ta dùng chính là thuốc kích thích. Cô hoảng sợ chống cự, hai mắt bắt đầu ướt đẫm, nước mắt trào ra. Cô bất lực hét to đến khàn giọng, cứu tôi, cứu tôi. Tác dụng của thuốc quả nhiên là rất mạnh. Ông ta liền cởi sạch quần áo, bàn tay thô bạo sờ đến đùi non của cô. Chiếc váy mỏng manh của Dung Dung liền bị xé một cách không thương tiếc. Cảnh xuân liền lộ ra, da thịt trắng nõn khiến cho lão Trần bộc phát thú tính càng mạnh hơn. Bảo bối, em thật đẹp, đúng là khiến cho đàn ông phát điên mà. Dung Dung kinh tởm đến cực độ, liền tát thẳng vào mặt của hắn một cái. Cầm thú, buông ra. Lão Trần bị đánh liền kích động, bàn tay nắm chặt lấy chiếc cổ trắng nõn của cô mà siết chặt. Lời nói chửi rủa vang lên đầy sự phẫn nộ. Còn điếm, còn dám ra vẻ thanh cao sao? Hôm nay để lão Trần này dạy cô làm thế nào để hầu hạ đàn ông. Cứu tôi, đừng mà. Rên đi, còn điếm, không biết rên hả? Mỗi cái động thân đều khiến cho Dung Dung đau đớn nhục nhã. Tại căn phòng chỉ còn lưu lại dư vị của tình dục, tiếng khóc yếu đuối của Dung Dung, tiếng cười đầy thô bỉ của người đàn ông. Phía bên ngoài tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập. Tô Noãn tay đấm chân đá, nhưng cái cửa kia thật sự rất rắn chắc. Mấy cái đá đấm của cô cũng không hề lay động. Bên cạnh, chậu hòa kiển đắt tiền, Tô Noãn cũng không biết sức lực đâu ra lại có thể nhấc lên đập về phía cửa. Cô tức giận hét lớn, các người còn không mau mở cửa cứu chị ấy. Tiểu Mỹ liền đi đến kéo tay cô, đừng lo chuyện bao đồng. Tôn Đoán tức giận rút tay lại, ánh mắt căm phẫn. Các người có còn là con người không? Tại sao có thể ác độc đến như vậy chứ? Cô hai tay tiếp tục đập mạnh vào cửa, tiếng đánh đột đập dồn dập. Không lâu sau, cửa cuối cùng cũng được mở ra. Lão Trần bước ra, gương mặt tràn đầy sự mãn nguyện đến thô tục. Cả đám nhân viên ở bên ngoài, khi nghe tiếng cầu cứu thảm thương của Dung Dung, cũng không một ai dám lên tiếng. Bọn họ đều xem đây là một màn kịch hay. Tô Noãn vội vàng đi vào, chỉ thấy trên ghế sofa, Dung Dung mở rộng hai chân, nằm bất lực trên đó, dưới thân máu tươi chảy ra lộn xộn, mái tóc xoăn hỗn độn xõa trên mặt đất, lớp trang điểm đậm dường như bị nước mắt rửa sạch, hiện ra khuôn mặt trắng bệch. Ánh mắt kích động, Tô Noãn lặng lặng đi đến, thấy cô vào, ánh mắt của Dung Dung có chút chuyển động, vẻ mặt lúc này ngược lại yên lặng như mặt hồ. Tô Noãn đặt hai chân của cô nằm xuống, cởi áo khoác khoác lên trên người cô. Cô gái miễn cưỡng có cử động, hai đùi thon thả run rẩy khép lại bất động. Tô Noãn ngồi xổm xuống, kéo nhẹ nhàng chiếc quần bị tuột tới mắt cá chân lên. Cô gái im lặng hồi lâu, lúc này nước mắt mới trào ra. Tại sao bọn họ có thể đối xử với chị như vậy? Tô Noãn nhanh chóng mặc lại quần áo cho cô, cũng cài lại hết nút áo, cúi đầu không hề ngẩng lên, hai mắt cô đỏ rực. Cô đỡ Dung Dung ngồi dậy, ôm vào lòng. Cô lúc này chỉ biết im lặng để xoa dịu đi phần nào đau đớn của Dung Dung. Cách thức đáng sợ như vậy sao? Tại sao có thể đối xử với Dung Dung như vậy? Tô Noãn thực sự rất muốn hiểu, hà tất gì đều là con người với nhau, lại không thể cùng sống chung hòa đồng. Đều làm ở một nơi đầy rẫy sự phức tạp như vậy, lại có thể mưu tính hãm hại lẫn nhau sao? Chị đã không sao rồi. Tiếng nấc của Dung Dung vang lên càng lớn. Tô Noãn tối hôm đó đã đưa Dung Dung về nhà, sau vài giờ khóc liên tục đến ngủ say, cô mới an tâm mà rời đi. Tô Noãn đi bộ dọc trên con đường lớn của thành đô. Đêm dần xuống, nội tâm cô càng phức tạp. Nghĩ đến chuyện của Dung Dung, cô vẫn còn nhiều buồn bực trong lòng. Cô không hiểu vì sao mệnh của phụ nữ lại khổ cực đến như vậy. Xã hội này càng lúc càng tàn khốc, con người càng lúc càng tàn nhẫn. Tô Noãn ánh mắt nhìn về phía xa, nơi một góc nhỏ của vỉa hè, một sạp hàng hoa đang bán những bông hoa màu sắc sặc sỡ. Cô bước chân liền chần chừ đi đến đó. Hoa gì vậy ạ? Người bán hoa là một bà lão chạc 70 tuổi, gương mặt khắc sâu những đường nét từng trải, và cười nói. Hoa ngũ sắc, cháu có muốn mua không? Hoa ngũ sắc sao ạ? Chẳng trách có đến tận 5 màu rực rỡ, mùi hương lại rất dễ chịu. Cái miệng anh đào của cô liền cười rạng rỡ. Bán cho cháu một bó đi ạ. Bà lão đưa bó hoa vào tay cô, miệng bà còn vui vẻ mà luyên thuyên. Cô gái xinh đẹp, có muốn xin một quẻ xăm không? Tô Noãn liền thấy bà lão làm động tác chỉ qua hàng quẻ xăm. Thì ra bà còn gieo quẻ xin xăm sao? Tô Noãn trước giờ cũng không tin mấy chuyện này, nhưng hôm nay thì vẫn quyết định thử xem. Cô liền vui vẻ rút một quẻ đưa vào tay bà lão. Bà nhận lấy quẻ xăm thì liền thốt lên. Là quẻ nhân duyên. Bà lão liền ôn tồn khiến cho lòng cô bồi hồi. Tô Noãn bộ dạng cười cười không tin, cái miệng nhỏ liền cố ý hỏi khó. Nhân duyên sao ạ? Vậy lúc nào thì đến và khi nào thì mới có thể gặp được? Bà lão cười cười nhìn quẻ xăm một lúc, ánh mắt nhìn Tô Noãn đăm chiêu. Cô gái xinh đẹp à? Không cần gấp. Nhân duyên đến rồi, cũng đã gặp luôn rồi. Thời cơ thích hợp sẽ thành đôi. Tôn Đoán miệng liền chép một cái, ý cười nơi khóe miệng càng rạng rỡ. Gặp rồi, đến rồi, thời cơ thích hợp sao? Vâng, cảm ơn bà, cháu gửi bà tiền. Đằng xa một chiếc xe hơi màu đen thương hiệu Bugatti liền dừng ngay bên cạnh cô. Tôn Đoán liếc mắt một cái, đã biết được chủ nhân của chiếc xe là ai. Thánh đôn này vốn dĩ không có chiếc thứ hai. Hàn Thước ra vẻ kiêu ngạo liền hạ cửa kính xuống, nửa người liền lộ ra. Lên xe, tôi đưa em về. Tôn Đoán thái độ vẫn cự tuyệt, cô làm ngơ mà tiếp tục đi bộ. Người đàn ông cũng rất thức thời mà di chuyển xe thật chậm theo cô. Tôn Đoán, một là em lên xe, hai là bổn thiếu gia kéo em lên xe. Ngữ điệu dứt khoát, hắn rốt cuộc là loại người gì vậy chứ? Sao có thể ngang ngược đến mức như vậy? Hàn thiếu gia, ngài còn muốn cái gì ở tôi nữa? Hàn Thước môi mỏng liền cười, ánh mắt nhìn cô đầy sự khiêu khích. Tôi đã nói tôi sẽ theo đuổi em. Người đàn ông này là quá tự tin sao? Hay là quá tự mãn? Tại sao mọi chuyện cứ là do hắn làm chủ vậy? Hàn thiếu gia, tôi có nói là tôi sẽ tiếp nhận sự theo đuổi của ngài sao? Gương mặt của Tôn Noãn lúc tức giận cũng rất đáng yêu. Tâm tình của người đàn ông càng nở rộ. Tay hắn vươn thẳng ra ngoài cửa xe, nắm lấy cổ tay của cô, ngữ điệu lạnh lùng ngạo mạn. Tôi đã nói là em có quyền cự tuyệt sao? Bổn thiếu gia thích em chỉ có thể tiếp nhận, không thích cũng phải tiếp nhận. Cô nhất thời bị ngữ khí bá đạo của hắn đóng băng, còn chưa kịp định hình đã thấy người đàn ông xuống xe, động tác nhanh nhẹn nhét cô vào trong ghế. Anh ngang ngược, hắn cười, tôi đúng là luôn ngang ngược. Tôn Noãn cắn môi dưới, anh đã từng nói, anh sẽ không đến mức ép buộc một người phụ nữ. Hàn Thước liền cười lớn một cái đầy sảng khoái. Trừ em ra, những người phụ nữ khác tôi đều không ép buộc. Đúng vậy, Tôn Đoán chính là người phụ nữ đầu tiên dám cự tuyệt hắn. Tôn Đoán đành bất lực, không muốn đôi co với người đàn ông ngang ngược này. Cô đành ngậm ngùi ngồi yên lặng trên xe. Tôi muốn về nhà. Tôi dẫn em đến một nơi. Tôi không muốn. Người đàn ông nụ cười trên môi càng đậm. Lời nói nguy hiểm bắt đầu lan tỏa. Tôi đã nói em không có quyền cự tuyệt. Đột nhiên người đàn ông đạp ga tăng tốc, chiếc xe lao nhanh trên đường lớn, tốc độ nhanh đến mức gió tạt vào như muốn cắt vào da thịt cô. Tôn Noãn cố gắng ngồi thẳng, thân người của cô vì tốc độ mà ngã ra đằng sau. Lồng ngực căng cứng, khó khăn mà hít thở. Người đàn ông này thật đáng sợ, hắn rốt cuộc là muốn cái gì đây? Gió tạt thẳng vào mặt lạnh thấu xương, cô mất bình tĩnh hét lớn. Tôi muốn xuống xe. 100 km/h, 120 km/h. 150 km/h. Qua vài khúc quanh co, cuối cùng thì xe cũng di chuyển chậm lại, dừng tại một nơi nằm yên vị trên đỉnh núi. Biết đây là đâu không? Tôn Noãn sắc mặt trắng bệch liền vô thức lắc đầu, mồ hôi trên trán dần dần ướt đẫm. Một nơi rất hoang vu, cho dù tôi có cưỡng ép em ở trên này, thì em hét đến khản cổ cũng không có ai biết đâu. Tôn Noãn theo quán tính, sắc mặt từ trắng bệch dần dần chuyển xanh. Nếu đổi lại là người khác, cô sẽ không tin. Nhưng là Hàn Thước thì rất có khả năng. Vì người đàn ông này bản tính rất ngang ngạnh, hắn sẽ không nói đùa đâu. Hơi thở của người đàn ông dần dần áp sát vào cô. Môi hắn càng lúc càng nóng rực mà liếm lấy cánh môi nhỏ của cô. Nụ hôn càng lúc càng sâu. Hắn thật không thể thừa nhận môi của cô rất ngọt. Hắn tham lam mà mút lấy, nếm hết vị ngọt trong miệng cô. Tôn Noãn bắt đầu nhận biết được hành động tiếp theo của hắn. Cô sợ hãi cực độ, nước mắt không thể kìm nén được mà rơi xuống. Đang trong lúc hôn người đàn ông liền phát hiện thân thể cô cứng đơ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Hắn mở mắt, thấy dáng vẻ sợ hãi của cô, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Hàn Thước chủ động ngồi dậy, buông cô ra, gương mặt của người đàn ông liền nhăn nhó. Em không phải là nghĩ tôi sẽ thật sự làm đó chứ? Tôn Noãn đơn thuần liền nhìn hắn, người đàn ông liền kiên nhẫn giải thích thêm. Em yên tâm đi, so với cưỡng ép, tôi thích em tự nguyện hơn. Muộn rồi, tôi muốn về nhà. Người đàn ông nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt có phần đăm chiêu nhìn cô. Em thích người đàn ông đó sao? Liên quan gì đến anh? Hắn cười cười, trước giọng điệu thờ ơ của cô, Hàn Thước cũng không hề tức giận. Em biết gì về hắn, hiểu được bao nhiêu chuyện ở hắn. Tôn Noãn, em thật ngây thơ, ai đó chỉ cần đối với em tốt một chút. Em liền cho rằng người đó chính là kẻ tốt nhất thiên hạ. Tôn Noãn nghe được những lời nói từ miệng của người đàn ông, liền sinh trong lòng sự khó hiểu. Cô đúng là không biết gì về Dương Hy. Anh ở đâu ra cảnh thế nào, anh chưa từng nói cho cô biết. Cô lại không hỏi. Chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Nụ cười tà mị trên gương mặt hoàn hảo của người đàn ông càng đậm hơn. Ánh mắt hẹp dài khép lại. Nhìn cô, chúng ta làm một giao dịch nhé. Tôn Noãn khó hiểu. Giao dịch gì? Hắn cười, giọng điệu vẫn điềm đạm như thường lệ. Tôi giúp em người đã giết cha em. Điều kiện trao đổi là tôi muốn em trở thành người phụ nữ của tôi. Anh điều tra tôi sao? Tô Noãn khó chịu ra mặt. Hai mày xinh đẹp liền cau chặt lại. Hắn ngang nhiên dám điều tra đời tư của cô. Tay của người đàn ông tùy tiện vuốt những sợi tóc phủ nhẹ trên trán cô. Động tác này thân mật cứ như là một đôi tình nhân vậy. Cô nhất thời liền nghiêng sang một bên để tránh né. Ngữ điệu của hắn vẫn luôn thể hiện sự bình ổn. Em nên biết, nếu như người phụ nữ được tôi để mắt, tôi đương nhiên sẽ điều tra lai lịch của họ một chút. Không có gì đáng để em kinh ngạc cả. Tô Noãn cắn môi dưới, nhìn người đàn ông trước mặt. Có lúc tùy tiện, nhưng có lúc lại rất nguy hiểm. Quá nhiều sắc thái khiến cho người khác khó lòng mà đoán được tâm tư. Hắn rốt cuộc là đang muốn cái gì? Mì tầm của Tô Noãn khẽ rủ xuống, giọng nói khách sáo vang lên. Điều kiện của anh, tôi không có hứng thú. Động tác của người đàn ông liền chỉnh lại một chút, tư thế ngồi ngay ngắn trên ghế lái. Chân đạp ga, xe liền quay đầu chạy. Tô Noãn, em càng lúc càng khiến tôi hứng thú. Em tốt nhất là luôn cự tuyệt như vậy. Đừng để tôi có cơ hội chiếm được. Nếu không, chiếm được rồi tôi sẽ không buông tay đâu. Anh luôn dùng cách thức như vậy để đối xử với một người phụ nữ mình thích sao? Ánh mắt của cô liền lơ đãng hướng về phía cửa sổ. Liền bị bàn tay ngang ngạnh của người đàn ông giữ chặt mặt cô xoay lại. Mặt đối mặt với hắn. Cách thức của tôi chính là nếu như thích tôi sẽ theo đuổi. Theo đuổi không được thì chiếm lấy. Ôn nhu không thành thì dùng bạo lực, dùng thủ đoạn cũng được, đến khi nào có được thì thôi. Tô Noãn trợn to mắt nhìn hắn, anh đúng là ma quỷ. Cô càng lúc càng sợ hãi người đàn ông trước mặt này, gương mặt hoàn hảo đó nhưng lại đi đôi với những ngôn từ không giống con người, quá bá đạo, quá ngang ngược. Thấy bộ dạng sợ hãi của cô, người đàn ông liền cười, giọng bắt đầu hạ thấp. Noãn Noãn, em yên tâm, tôi đang dùng phương thức ngược lại đối với em. Hắn vừa gọi cô là cái gì chứ? Là Noãn Noãn sao? Tên gọi thân mật như vậy là từ chính miệng của người đàn ông này thốt ra. Đầu óc của Tô Noãn càng lúc càng bị người đàn ông này quay cuồng. Sau khi trở về nhà, Tô Noãn mang theo tâm trạng thẫn thờ. Những lời nói của Hàn Thước lúc nãy cứ vương vấn mãi trong đầu cô. Nhiều nghi vấn, cô càng lúc càng tò mò về thân phận thật sự của Dương Hy. Chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Tô Noãn theo phản xạ nhìn vào màn hình, là số của anh. Alo, bên đầu dây truyền đến giọng nói của Dương Hy. Em về lâu chưa? Sao mãi mà không gọi cho anh? Tô Noãn nhất thời mới nhớ đến là bản thân quên mất phải gọi điện thoại cho anh. Chắc hẳn là anh đã chờ điện thoại của cô rất lâu. Anh Dương Hy, em xin lỗi, em quên mất. Bên đầu dây bên kia, anh ngập ngừng một lúc, sau đó mới lên tiếng. Tiểu Noãn, 4 năm qua, đây là lần đầu tiên em nói quên. Có phải gần đây môi trường làm việc mới khiến em cảm thấy khó chịu không? Hay là nhân viên không hòa đồng? Anh lo lắng mà hỏi cô, trong lòng của Tôn Noãn ấm áp hẳn. Không có đâu, anh đừng nghĩ quá nhiều, công việc thuận lợi, môi trường rất tốt. Ngày mai anh đến đón em đi bệnh viện thăm Tô Kiều nhé. Vâng, muộn rồi anh ngủ sớm đi, mai gặp. Phía bên kia, tập đoàn Viễn Thiện, Dương Hy ngồi trên bàn làm việc, dáng vẻ mệt mỏi, tay tùy tiện nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, hai mắt nhắm chặt lại. Nhiều năm như vậy, anh cố gắng từng ngày cũng chính là vì cái tập đoàn Viễn Thiện này. Theo di nguyện của cha anh bắt buộc phải gây dựng một Viễn Thiện một cách hoàn thiện nhất. Đúng, anh đã làm được, anh đã đánh đổi tất cả mọi thứ để làm được như ngày hôm nay. Bạn bè, người thân, tất cả mọi thứ anh đều dùng để đánh đổi. Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, ánh mắt anh lơ đãng trên màn hình, tay liền cầm lấy. Trên màn hình hiển thị vài dòng chữ, chỉ thấy thần sắc của người đàn ông trở nên thay đổi. Người phụ nữ của người thích, Hàn Thước ta cũng vừa hay nhìn chúng cô ấy. Cả ta và ngươi, tại sao luôn có nhiều sở thích tương đồng đến như vậy? Bàn tay của Dương Hy siết chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt anh trở nên tối sầm một mảng đen. Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên. Dương Hy tức giận nhấc máy, chỉ nghe thấy bên đầu dây tiếng cười đùa cợt của người đàn ông. Đã lâu không gặp. Ngữ điệu canh kiệu, hàm ý rõ ràng không chỉ đơn giản là một câu hỏi thăm. Hàn Thước, rốt cuộc thì bày muốn cái gì? Người đàn ông bên đầu dây bên kia, tâm trạng dường như rất phấn chấn. Hắn cười một cách sảng khoái, giọng điệu bắt đầu trở nên lạnh lùng. Muốn cướp người. Dương Hy liền mất kiên nhẫn trước thái độ bỡn cợt của hắn, tay cầm điện thoại trở nên căng cứng. Tột cùng là muốn cái gì? Hàn Thước, mày đúng là ba quỷ, tại sao cứ cắn lấy, không chịu buông tha? Bên đầu dây bên kia, Hàn Thước hừ lạnh một tiếng. Ma quỷ sao? Đúng vậy, bổn thiếu gia trước giờ luôn là ma quỷ ác độc như vậy. Không giống như mày đâu, lòng dạ khó lường. Bên kia Dương Hy im lặng, hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn, nam nhân dần dần hạ giọng. Chuyện của tao và mày, đừng có kéo Tiểu Noãn vào, cô ấy vô tội. Đúng vậy, Dương Hy chính là sợ nhất Hàn Thước sẽ đụng đến Tô Noãn. Cô ấy không có tội, cô ấy là một thân một mình, không cha không mẹ, khổ sở nuôi chị mình đang sống thực vật, cho nên cô ấy vạn lần không nên bị lôi kéo vào ân oán của anh và Hàn Thước. Hàn Thước giọng nói bắt đầu không kiêng nể. Mày không có quyền ra yêu cầu đối với tao. Cô gái đó mày càng hết lòng che chở thì bồn thiếu gia càng muốn có được. Tao muốn để mày tận mắt nhìn thấy người phụ nữ mày yêu lúc nằm dưới thân tao, mê người đến cỡ nào. Hàn Thước, cầm thú, xúc sinh, mày dám đụng đến cô ấy, tao sẽ không buông tha cho mày đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cách thức yêu em của tác giả Hoa Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.